Hi xin chào các cô chú các anh chị và các bạn đã mua sản phẩm của shop Lo đài Tuấn Anh đấy thì uh, trên tay cháu bây giờ hiện tại là một chiếc radio KK9 đấy thì cháu sẽ hướng dẫn các cô chú các anh chị và các bạn uh, sử dụng chiếc mẫu radio này nhá thì uh, đầu tiên mà khi mà mua radio về thì mình uh, tháo ra ấy, thì nó sẽ như thế này và ở đây đã có lắp sẵn uh, shop cháu đã lắp sẵn pin này pin ở trong này đấy lắp à, sẵn thẻ nhớ vào radio cho cô chú anh chị và các bạn rồi, đây, này, đồng cái này vào. đó, thì thẻ nhớ được gắn ở đây, gắn sẵn ở trong này. đó, đầu tiên khi mà mình về thì mình mở lên kiểm tra này, kiểm tra đài thì mình bật lên, bật lên. đó cháu vẫn nhỏ cái âm lượng xuống để nói các cô chú anh chị nghe rõ hơn nhé đấy thì đầu tiên là mình test cái chức năng nghe thẻ nhớ đấy khi mà bật lên thì nó sẽ là chế độ nghe thẻ nhớ đầu tiên hiện tại là đang nghe bằng thẻ nhớ này đấy đối với các cô chú và các anh chị và các bạn thì yêu cầu cái thể loại nhạc nó đồng nhất ví dụ như là chỉ một loại nhạc thể loại nhạc thôi một thể loại nhạc đỏ một thể loại nhạc vàng một thể loại nhạc uh, cái lương đi chẳng hạn thì nó sẽ có rất nhiều các cái bài hát ở từ bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, bài 11, 17 đấy, hoặc là 37 đó thì uh, mọi người có thể bấm để test nhưng mà đối với các cô chú anh chị mà yêu cầu nhiều thể loại nhạc khác nhau ví dụ như ở đây là cháu copy ba cái thể loại nhạc khác nhau đó là nhạc đỏ này uh, nhạc vàng này và nhạc cải lương Đấy thì nó sẽ nằm ở ba danh sách thôi nhé Đấy ví dụ như là ở cái danh sách đầu tiên này Cháu bấm lại danh sách số 1 này Đó danh sách số 1 ở đây nó sẽ là nhập vàng Đấy danh sách số 2 này Đây đây là ca cổ cái lương này Đây cháu tua một đoạn đi nhé đấy thì uh, nếu mà cô chú anh chị mà yêu cầu copy uh, theo nhiều thể loại khác nhau thì bọn cháu sẽ copy vào từng danh mục cho mình dễ sử dụng đó đó là uh, danh mục số 2 là nhạc cải lương này đấy, mình chuyển sang danh mục thứ ba đó đây là nhạc đỏ này Này, giữ nút này là nó sẽ tua Đây cháu uh, Cháu tua để cho mọi người thấy được rằng là Mỗi cái danh sách Mỗi cái danh sách này nó có thời lượng rất là dài Đấy Chứ không phải là nhiều cô chú anh chị khi mà nhận đài test thì lại bấm 1 2 3 xong bấm 4 4 5 6 7 8 hoặc là 12 20 không thấy có bài hát thì thì nghĩ là bọn cháu không copy đủ số lượng bài cho cô chú anh chị nhưng mà không phải đấy là do mình có nhiều thể loại nên là bọn cháu sẽ copy theo từng danh mục danh mục 1 danh mục 2 thì nó là các cái thể loại khác nhau đấy mỗi danh mục thì nó có thể kéo dài từ 2 đến 3 tiếng thậm chí là 4 tiếng đó đó thì mình sẽ nghe theo danh mục nhé Còn nếu mà chỉ riêng nhạc đỏ không Hoặc là riêng nhạc uh, Cải lương hoặc là riêng nhạc uh, Boero hoặc là nhạc trữ tình ấy, Thì bọn cháu sẽ copy từng bài một Đấy từng bài một thì mình có thể chọn bài Từ 40, 50, 150 được Đấy Đấy là cái chức năng nghe bằng thẻ nhớ đó. Đầu tiên khi mà mình Cháu hướng dẫn lại tổng quan này Bật đài lên này, đầu tiên nó sẽ vào chế độ thẻ nhớ luôn Đó sau khi vào chế độ thẻ nhớ thì mình muốn kiểm tra radio thì mình bấm nút chuyển chế độ là nút mờ đây chuyển sang chế độ radio này đó đấy khi mà chuyển sang chế độ radio này thì bước đầu tiên các cô chú anh chị nên làm đó là dò sóng và lưu kênh trước thì mình sẽ bấm vào cái phím này này đó phím ở hàng trên cùng này phím thứ một hai ba phím thứ tư từ bên trái sang bấm giữ cho cháu 3 giây đó, khi này thì radio nó sẽ tự động dò sóng và lưu kênh. À cháu lưu ý một chút là tại vì sau khi mà mình kiểm tra đài, khi mà nhận đài bọn cháu giao cho thì chú nên các cô các chú các bác nên dò sóng lưu kênh là tại vì có một số đài bọn cháu ở Hà Nội ấy thì có một số đài ở trong miền Nam bọn cháu không bắt được, một số đài địa phương như kiểu Cà Mau các thứ ấy thì bọn cháu cũng không bắt được. Và khi mà mình dò sóng ấy thì có khả năng là cái giờ phát sóng nó không trùng ấy thì có một số kênh thì mình nên dò vào thời điểm mà nó phát sóng ấy thì nó sẽ dò được nhiều kênh hơn. Có thể là buổi sáng này mình không dò được nhưng mà buổi tối kênh đấy nó phát sóng thì mình có thể dò được. Đấy. Nó giống như chiếc uh, TV ngày xưa ấy khi mà mình bắt đầu dò kênh uh, VTV1, VTV2 ấy thì có đôi khi mà mình có thể bắt được một số đài khác nhau nhưng mà trong trường hợp một số lúc mà mình dò nó lại không bắt được. Đấy, thì cô chú anh chị chọn cái thời điểm mà nó có nhiều chương trình phát sóng để mình dò Ở đây là nó đang dừng lại rồi Khi nào mà cái màn hình nó nhảy ấy, Cô chú anh chị thấy nó dừng lại ở một kênh rồi ấy, Tức là nó đã dò xong Đó Đấy, khi mà dò xong như này rồi thì mình có thể test này Kênh số 1 này Kênh số 2 này Đó thấy anh ba ăn mặc quần áo đặc sệt dân cu ly, liền xua tay sang kênh số 3 này Kênh số 3 hiện tại đang không có gì này. Kênh số 4 này. Lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể xã Ngọc Mỹ tiếp tục vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, phấn đấu tất cả các tuyến đường trên địa bàn đều có ánh sáng an ninh đó chiếc này sử dụng thì rất là dễ, à, cái thời lượng pin đặc biệt là cái thời lượng pin của cái chiếc này nó dùng rất là lâu luôn nhá, thì cháu nghe khi mà lấy sản phẩm về cháu nghe thử thì cháu nghe khoảng tầm một tuần nó vẫn chưa hết pin, à, nếu mà cô chú nghe đấy là cháu nghe không không hết cả ngày, nếu mà cô chú và các bác các anh chị mà nghe cả ngày ấy, thì có khả năng là sẽ được khoảng tầm 5 hôm đến 7 hôm nếu mà nghe nhiều, còn nếu mà nghe ít thì sẽ được lâu hơn rất là nhiều khi mà mua về thì còn có shop cháu có tặng kèm thêm một cái thẻ một cái dây sạc pin như thế này Đấy, thì nhiều cô chú thắc mắc là không biết sạc pin như thế nào thì cháu hướng dẫn luôn đó là ở nhà mình có cái củ sạc điện thoại sẵn rồi ấy, tại vì cái củ sạc này thì rất nhiều người có rồi và dùng điện thoại thì ai cũng có và cái củ sạc đấy nó chung tất cả các loại nó đều chung một củ sạc hết nên là mình có thể sử dụng được thì cái đầu to này cô chú và các bác đấy các anh chị cắm vào cái củ sạc điện thoại giúp cháu và cắm ổ điện còn cái đầu bé này đó, Thì mình sẽ cắm vào chiếc radio cắm vào cạnh bên này đó, chỗ sạc ở đây đấy, mình cắm vào mình cắm sạc đấy thì cắm sạc khoảng tầm uh, 2-3 tiếng thì tắt đi cho cháu là nó bắt đầu đầy pin thì mọi người có thể nghe thoải mái đó. Nếu mà có trong quá trình sử dụng có thắc mắc gì hay là lỗi hỏng cần có bảo hành gì thì cô chú anh chị và các bác cứ liên hệ lên uh, số điện thoại của shop cháu đấy, và số điện thoại thì có trong cái phiếu bảo hành và hoặc là nhắn tin lên trực tiếp fanpage của shop của bọn cháu. Thực ra thì cái phiếu bảo hành thì có nhiều cô chú anh chị muốn đòi cái, muốn lấy cái phiếu đấy để để cảm giác nó yên tâm hơn thôi. Còn thông tin của khách hàng thì khi mà bảo hành thì bọn cháu không cần dùng đến cái thẻ đấy cũng được. Cô chú anh chị và các bạn chỉ cần gọi điện đến thôi là đọc cái số điện thoại đã đăng ký mua hàng là bên uh, số bọn cháu có lưu hết uh, danh sách và thông tin của khách hàng rồi Đấy, thì uh, bọn cháu sẽ bảo hành và hướng dẫn sử dụng tận tình à, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video.